Xin chào mọi người nhé. Hôm nay sẽ kiểm tra máy gặt 4LZ trừ 1.2 mắc để chuyển đi Hòa Bình nhé. Ý Tân Lạc Hòa Bình. Anh ấy xuống xem máy rồi, đã cọc tiền và trong chiều nay là chuyển đi luôn. Đó. Bên mình thì có hai địa chỉ, đấy là một địa chỉ ở Tuyên Quang và một địa chỉ ở ngay cạnh bệnh viện Ca Tân Triều nhé. Bệnh viện Ca Tân Triều Hà Nội ấy. Đó, mọi người có thể ở gần đâu thì có thể qua xem hai địa chỉ đó. Nếu mà ví dụ như Bắc Cạn hoặc là quanh khu vực Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang các thứ thì Lạng Sơn thì có thể về Hà Nội, Hà Giang hoặc là Yên Bái các thứ có thể mọi người qua bên Tuyên Quang xem. Hoặc gần Hà Nội thì mọi người là đi về Hà Nội xem nhé. Đó. Máy này thì về phần động cơ các thứ với máy móc thì bên mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Động cơ 1100, bản xích rộng 35 phân. Đấy, cao 40 và con 1.2 Max này thì nó cải tiến về về phần 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 số này, số và hộp số. Số thì nó có 3 số tiến, một số lùi đó. Đây, số thì nó 3 số tiến và một số lùi nhé. À nhầm, 3 số tiến và 3 số lùi. 3 số này có 1, 2, 3 và nó có nấc tiến này, nấc giữa là đứng im này, còn nấc một nấc lùi nữa đó. Và cái nó cải tiến tiếp theo có còi này và nâng hạ bằng điện, nhưng mà cái nâng hạ bằng điện này khi mọi người phải đứng lên trên thì khi khi mọi người phải nổ máy lên thì mới nâng hạ được nhá. Đó, và cái bên này là chuyển hướng này, đây là chuyển hướng bên trái này, theo hướng nhìn này, đây là chuyển hướng bên phải. Ở giữa này là khi gặp chướng ngại vật hay như nào đó mọi người chưa kịp về số, hoặc là một là nhả côn, hai là giữ vào đây cái là nó đứng im đó, ở nấc giữa này đó. Còn máy này thì nó có báo cả bình này, báo cả điện bình này và báo nhiệt độ này. Đó, rất là, nó hiện đại hơn, có bóng đèn này. Đó, tất cả những cái này nó có điều chỗ để điều chỉnh hết nhá. Cần số này và cần tiến lùi này. Đây là cần tiến lùi đó, tiến lùi này. Đây là, ví dụ như là tiến lùi nó chưa ấy thì mọi người tăng chỉnh này, tất cả nó đều có tăng chỉnh hết này đó. Và mọi người cũng có rất nhiều người hỏi là có máy có ghế ngồi không, nhưng máy nào thì cũng có ghế ngồi nhá. Đó, và đây là cái đường ra lúa của nó đây. Rồi. Và hộp số này thì hộp số lùi sau, nên là khi nó cải tiến đi như này thì khi sửa chữa hoặc là tăng giảm hoạt động rất là dễ. Đây là cái để chỉnh gió này. Ví dụ mọi người thấy cái bên thóc, cái chỗ mà ra thóc lép nó bị, tức là bị ra có thóc mẩy ra theo đường thóc lép thì mọi người có thể hơi mở hé ra ra một chút. Đó. Bởi vì cái quạt gió đang hơi khỏe quá nó hút cả thóc mẩy ra. Đó. Rồi, đây là đường ra lúa này. Lúa này thì khi cái đường ra lúa này mọi người lưu ý nhé, khi gặt thì cái đường ra lúa này thì nó phải hất ra bên ngoài bờ, đừng có hất vào trong lúa. Nếu mà hất trong lúa là sau mình đi mình gặt lại đó. Còn khi khi về vào lúa thì mọi người hạ này xuống đây đó. Còn cái chỗ này để tăng chỉnh chỉnh cái tay 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 gặt lúa này nhá. Đó, để chỉnh cái tay gặt lúa lên 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 guồng, nó kéo lúa lên guồng đập này. Đấy. Mọi người có thể xoay lên. Cái này mọi người thì ở vặn ốc để tháo ra cái là mọi người xoay lên xoay xuống, sau khi nó quay ấy, khi guồng này nó quay nó không bị chạm vào cái hàm. Đó. Tất cả những cái này đều có tăng chỉnh hết nhá. Đây. Cái dây của loa này có tăng chỉnh này. Đấy, tăng chỉnh hết này. Rồi. Rồi để điện nâng hạ đây, đây là cái ti nâng hạ của nó này. Có thể nâng lên chỉnh nấc lên này. Hạ xuống được nữa này. Có thể hạ được sâu được tí nữa đấy nhá. Đó, cái này có thể để nấc giữa này để hạ sâu được tí nữa. Đó. Hàm này thì đang hạ được khoảng tầm 15 đến 10 15 đến 18 15 phân. Rồi ok, giờ sẽ nổ để kiểm tra test máy nhá. Test đầu tiên là về cái guồng đập này. Cái thứ nhất là về guồng đập này. Cái thứ hai là kiểm động cơ thì mình đã kiểm tra rồi, dầu nhớt các thứ đầy đủ rồi nhá. À, dầu hộp số thứ đầy đủ rồi. Và kiểm tra về cái chuyển hướng, cái thứ nhất là chuyển hướng này. Đấy, số này, kiểm tra từng số một. Và vuông đập này. Đấy, tiến lùi này. Rồi. Và sẽ kiểm tra tổng thể xong là gửi đi chở đi cho anh ấy, bên mình có xe chở tận nhà cho mọi người nhé. Máy thì hỗ trợ vận chuyển 200 đến 250 km. Đó. Các bước khởi động ga lên này.
đóng áp, quay khóa đề khoảng 4 đến 5 vòng cái là nó để cái vòng cua 4 5 vòng cái là nổ nhé. 1 2 3 4 5. Quên, khi nổ là mình phải vẫn phải giữ cái khóa đề. 1 2 3 4 5. Cua này. Mọi người cái số cái cần nhanh cần tiến lùi này nó kẹt thì hơi mờ với côn này nhá, xong hãy vào cho nó vào số hết số đi nhá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi tiếp theo đến số 2 này, lùi 2 này đó. Rồi tiến 2 này. Ba này, lùi này. Ba này thấy rất là nhanh. Tiến này. Đấy, trường hợp nó rắc rắc như này thì mình nó nhẹ vô cả đấy. Lưu ý làm khoảng 30 tiếng thì thay bảo dưỡng cái dầu động cơ nhé. Làm khoảng 30 tiếng thì thay bảo dưỡng dầu động cơ này. Thay thì mình đã có rất nhiều clip thì hướng dẫn rồi đấy. Đây là chỗ được xả này. Chỗ đổ của nó ở trong góc này nó có cái tiêu, nó có cái nắp vàng vàng ấy. Đây. Có cái nắp vàng vàng kìa. Ở trong cái túi đồ nó là nó có cái phễu nhé. Để mình đổ nhé. Động cơ cốt này 1116 HP. Đó. Rồi, số điện thoại liên hệ bên mình là 0971 588 456.